slowly turns the night in ocean blue. In that dress as red as all the roses, I can't keep my eyes off you. Xin giới thiệu vì đường xá xa xôi, chúng tôi ở nước ngoài, đâu cả Việt Nam, thành phố đến đây chỉ là vì một số người của phía nhà trai tiếp họ có đầy đủ hết trong trình độ thực phẩm. Thì ngày hôm nay đến đây thì chúng tôi có bà nội của chúng tôi. Chị Tiến Tăng, các trường là má Bạch. Còn đây là tôi là ba của các trường và các mẹ của bố. Mẹ đẳng của các trường. Còn đây là mẹ Loan, mẹ nuôi của các trường của tôi. Là chúng tôi phía nhà gái. Ngày hôm nay là cái ngày trọng đại nhất cho cuộc đời của hai cháu. Chúng tôi cũng không biết nói mà ngoài chúng này cảm ơn phía này nó đã phun ra và nuôi dưỡng cho một đứa con ngoan đứa con đường. Cái quá trình mà tìm hiểu được các anh cháu với nhau thì con trai tôi thật là yêu thương và đến hôn nhân với tôi thấy bên nhưng mà bây giờ chúng cháu đã quyết định đến với nhau trở thành vợ chồng. Ngày hôm nay chúng tôi chính thức đến đây để xin chúc nhận cái tình cảm tốt đẹp thiên nhiên đó với hai cháu, và cũng mong rằng
từ ngày bây giờ giữa hai trường, hai gia đình chúng ta trở thành một cái thông gia và trẻ nhất. Nói cái thông gia thì theo cái lễ của người Việt Nam mình, nhưng mà tôi mong rằng hai gia đình con nhà như là một, cho tình cảm của hai cháu càng lúc càng rất nhiều hơn. Và tôi xin được cảm ơn. Thưa quý vị vị thành trai, hôm nay chúng tôi cũng được sự tiếp đón quý vị và cũng thành thật xin giới thiệu quý vị, đây là tạm thời giới thiệu trước, đây là bà nội của cháu Mai Hằng, đây là bác Bích, bác lớn của cháu, đây là bà chị, bà gì đây là bác Linh, Cảm ơn anh rất nhiều và để cho tôi tiếp nhận cái vấn đề này. Và giờ đây cho cháu Linh ra.
giới thiệu bên nhà gái cũng có một chút quà để tặng cho hai cháu. Thứ nhất xin mời bố mẹ của dâu. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ em hơn cả yêu. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Tay. Em của Hà Nội. Hỡi em yêu, anh chỉ muốn nói một điều. Lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều. Là cái phần quà của cậu Thanh. Kết thúc phần thắp hương cho ông bà thì chúng tôi cũng xin quý vị đồng trai hợp sức với chúng tôi để cầu nguyện cho các cháu tại gia đình. Xin đi cha bà con và thánh thần cầu xin Chúa thánh thần
người thương thắm tiếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi con đang ngồi thánh đường, nguyện xin Chúa ngồi ta đòi nghe đời con thiết tha, tình thương lên ấp cô con ngày đêm, gần thân xác hồn tràn ơn thiêng. Lạy Chúa con, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phan nghịch nỗi nghĩa cùng Chúa, lòng chưa cái và nhớ ơn Chúa. Thầy cha ông con ơi, trên trời chúng con về đến cha và sáng chúng cha chỉ đến chúng con cho khỏi sự dịu. Maria đời ơn phúc Đức Chúa Trời cùng bà và con phúc là mọi vì người và Giêsu ơn lòng bà phúc là. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mặt Đức Chúa Trời sáng láng mũi vẻ vô cùng. Lạy Mẹ xin yên vui chúng con luôn luôn, Mẹ từ bi xin tha những nỗi u buồn, vì đời con gieo rắc lúc mà Chúa sinh thì Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con gắng xin linh quyền đầy u buồn, vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc trên con cha và con và thánh thần. Sau khi nghi lễ kết thúc thì xin mời bên đường trai ngồi về chúng ta uống nước. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot.
Sáng ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đi tổ chức thắng cử đã xuất phát của bà để chúng ta tìm được lần lễ tiền phong với hai ngày tôi đi đi tổ tổ khác cử và mà nhà là gia đồng bản lưu và có hoa như để nhân lên đi chú lời tạ ơn vì biết bao khó khăn mà chúng ta tuân thủ trên một lần hai ngày để rồi hai ngày sẽ có những tháng ngày tìm hiểu nhau yêu thương nhau và đi Thank you.
Lạy Chúa và đồng hội ở nhân loại trên đại tam chủ, Chúa ban phúc cho cộng đoàn đã gia tăng. Xin Chúa thương nhận lời chúng con và cầu mà chúng tổ hôn và phúc tặng xuống trên các tôi tớ Chúa đây là Antonio của các đường và chị Maria và ông Mai Linh để trong cuộc sống vợ chồng họ được liên kết với nhau bằng cùng một tình yêu, bằng cùng một ý hướng và bằng sự thân thiện của nhau. Chúng con Thank you.
Vâng, tổng đời học
anh chị. Anh chị cùng nhau đến ngày ở lấy một tết hôn của anh chị được chú củng cố và một lần cháu đến thắng trước mặt của đá khí của và biết khi tôi thay đổi tay ra phục vàng cho những yêu thương phụ của anh chị và được ý thức đặc biệt là cho anh chị thêm phong phú và vững mạnh để anh chị mãi mãi chung đường với nhau và đảm nhận được chức khác của hôn nhân như chính đường đã được ý thức thắng tẩy và thắng tiến anh chị. Ở đây trước mặt hồn hạnh tôi hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh đôi đi cô tố hát tử và chị mang nghe phản học hoài linh. Anh chị đến đây để kết hôn với nhau. Anh chị có bị nghe ủng hộ thương không? Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do thương không? Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thương không? Anh chị có sẵn sàng yêu thương và có được con gái chú xe tay và đã được chúng ta đầu tư kỳ tô và hồn hạnh không? Thương không? Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân hoàn thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nắm lên sự tư vấn của anh chị trước mặt đi chúa và hồn hạnh. Anh là tôi đi tô yeah.
Thank you.
Yeah.
trong tâm
dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời ai, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi. Niềm hạnh hòa theo nước mắt em rơi. Nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em. Trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay bầu trời trong xanh,
I hope you don't mind if I say that I love you. 'Cause there's so many ways that I want to carve out our names, board a last minute plane, just us two. We can chase the sun as it sets in the mountains, find luck like a bet in Greek fountains, or lay lazy in bed with your head on my chest. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high do, 'cause you know I do, 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 I do. Do, do, I do. I hope you can hear every note that my heart sings, like a choir of bells, how they all ring. Oh, can't you tell, neath the timpani swells and heartstrings, there's a place deep in our hearts where it matters. We can stay there forever and after, written in stars, red above where we are. I hope you don't mind if I say that I love you. Every day another high do, 'cause you know I do, 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 I do, 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 I do. Thank you.
make my dreams come true. Feel brand new, 'cause it don't get old loving you, 'cause it don't get old loving you. Được tổ chức tại trung tâm hội nghị cưới Campella Gallery Hall
Lời đầu tiên, xin cho phép Giả Khang cùng Quỳ Dung và Chú Rể xin gửi đến toàn thể quý vị và khách có mặt trong ngày vui hôm nay lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Xin mời quý vị, điều quan trọng để giữ cho ngọn lửa tình yêu luôn nồng cháy trong cuộc sống hôn nhân cần có sự quan tâm và chia sẻ. Xin mời quý vị chúng ta cùng chứng kiến khoảnh khắc Quỳ Dung và Chú Rể chia vòng xe quỳ qua nghi thức các bánh tình yêu. Xin được mời Quỳ Dung và Chú Rể. I wanna call the stars down from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. Kính thưa quý vị, trong giờ phút thiêng liêng và trọng đại này, xin cho phép Giả Khang thay mặt cho Quỳ Dung và Chú Rể giới thiệu đến tất cả quý vị sự hiện diện của hai bên gia đình. Về phía ngoài nhà trai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Mạnh Tùng là ba của Chú Rể, ba Nguyễn Thị Thanh Loan là mẹ nuôi của Chú Rể. Về phía ngoài nhà gái, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Quang là ba của Quỳ Dung, bà Đinh Thị Mai Oanh là mẹ của Quỳ Dung. Xin được mời hai bên gia đình của chúng ta cùng tiến lên sân khấu. Sự hiện diện đông đủ của hai bên gia đình cùng Quỳ Dung và Chú Rể, một lần nữa xin cho phép đại gia đình của chúng tôi đồng kính chào. Để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Mạnh Tùng là ba của Chú Rể sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn đến tất cả quý vị. Xin trân trọng kính mời ông. Dạ kính thưa quý quan viên hai họ, kính thưa quý thân mạnh quý thuộc từ xa hoặc là gần nhà nhà, và kính thưa các bạn bè thân hữu, tôi hôm nay là đại diện cho gia đình hai bên, không biết nói gì hơn là xin cảm ơn quý cô bác anh chị, quý thân mật, quý quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây chung vui và chúc phúc cho hai cháu, và xin thật sự cảm ơn. Mình xin được cảm ơn những lời phát biểu của ông rất nhiều. Tiếp theo xin được mời Quỳ Dung và Chú Rể sẽ nhấn được mời cho các bậc đại diện của mình trong ngày vui trọng đại này để bày tỏ lòng hiếu kính. Đầu tiên xin được mời Quỳ Dung và Chú Rể sẽ nhấn được cho họ nhà trai. Tiếp theo xin được mời Quỳ Dung và Chú Rể sẽ nhấn được cho họ nhà gái. Trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Và cũng như để trong buổi tiệc ngày hôm nay được chính thức bắt đầu. Xin được cảm ơn và điều này chúc con xin được trân trọng kính mời cha Domenico cùng tiến lên sân khấu để cùng thánh pháp gia ăn. Một lần nữa chúng con xin được trân trọng kính mời cha Domenico. Con là dân nghi thức về Kitô giáo, như Đức Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã quy tụ chúng con trong nơi đây để chúng con cùng chúc mừng cho đôi tân hôn và mạnh. Cát Tường và Mai Linh, xin cho đôi tân hôn này được chọn đời yêu thương nhau, và xin cho mối tình thông gia ngày càng gắn kết với nhau nhiều hơn. Xin cho mối tình này chúng con luôn được kết duy nhất với nhau. Và xin Chúa chúc lành cho những bữa ăn này mà chúng con dùng đó là lòng đại Chúa thương ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nghe như Cha và Thánh Thần. Amen. Vâng, chúng con cũng xin được cảm ơn Cha. Một lần nữa xin được cảm ơn hai bên gia đình cùng Quỳ Dung và Chú Rể. Một lần nữa xin được mời hai bên gia đình cùng Quỳ Dung và Chú Rể cùng trở về ban tiệc để đón nhận những lời chúc mừng từ phía quý vị quan khách.
một lần nữa xin được cảm ơn. Khi kiếm đâu cô tích trên đời, thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, trước cầm tay mãi không rời, và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu, yes I know, yes I know. Dẫu anh không chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm nay. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Oh, oh, oh. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Yeah.
quê thăm phố cô gái vào cá ba, họ hẹn nhau, họ chờ nhau, họ chào nhau nụ hôn. Bye.
tiếp theo là ca khúc của Mãi Hơn Ca Yêu của bạn Thế Huy. Baby, I swear, till my days on this earth are done.